Cầu của con người. Con bò được nuôi và con mèo sống cùng với chúng ta. Gà, vịt, ngỗng là những loài gia cầm cung cấp trứng. Động vật quen thuộc các bạn. Con gà. Gà được con người nuôi để lấy trứng và lấy thịt. Lông gà trống ống mật có thể được dùng vào mục đích trang trí. Gà sống theo đàn, gà mái để trứng và ấp trứng, nở ra gà con bé bỏng. Gà có thể tính là bố thức ăn để tìm kiếm sâu bọt, run, côn trùng, chúng là loài có hại. Gà khi được 6 tháng tuổi sẽ trở thành gà trưởng thành và có thể sinh sản. Con chó. Chó là loài động vật trung thành. Chúng là động vật có vú và được nuôi bằng sữa của chó mẹ. Mỗi lứa chó có thể đẻ từ 2 đến 10 con, tùy vào các loài và cách chăm sóc. Chó có những bản tính rất phù hợp để sinh sống cùng với con người. Lòng trung thành của chó luôn được đề cao. Thính giác và khứu giác rất tốt, giúp chúng trông nhà hay là những chuyên gia tìm kiếm. Nhưng trái lại, thị giác của chó lại không được tốt cho lắm. Con bò. Có một loài vật đặc biệt được các bạn nhỏ yêu thích đó là con bò. Bò là loài vật ăn cỏ, bản tính hiền lành. Chúng ta nuôi bò để lấy thịt và lấy sữa. Sữa bò là một sản phẩm cung cấp dinh dưỡng quan trọng đối với con người. Bò có nhiều màu sắc, trắng, đen. Bò thường được nuôi thành đàn, chăn thả trên các cánh đồng, đồng cỏ.
hình ảnh con bò gắn liền với các đồng quê. Vịt là loài chim nước, sống gắn liền với ao, hồ, đầm lầy. Vịt bắt các loài sinh vật nhỏ sống dưới nước như thực vật thủy sinh, côn trùng, các động vật lưỡng cư, động vật thân mềm. Ngoài ra, cỏ và các loài thực vật dưới nước cũng là thức ăn của vịt. Vịt có rất nhiều giá trị kinh tế, chúng cung cấp cho con người thịt, trứng, lông. Vịt cũng là loài động vật ồn ào, náo nhiệt. Môi trường sống của vịt đang xuất hiện những tiếng kêu âm lượng lớn, rất dễ nhận ra. Oh, my God.